Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 99 của bộ truyện Xuyên Thành Cai Ngục Tại Dị Giới. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Thất Tình Pháp Hội là thịnh hội mỗi vạn năm có một lần của tinh khư thứ 6. Mỗi khi thất tình hội tụ, chính là thời điểm triệu tập pháp hội. Đến lúc đó tinh anh của các thế lực lớn đều sẽ tham gia, coi như là vài lần thịnh hội đặc biệt lớn của tinh khư thứ 6. Mà nơi Tư Mã Thiên Thành nói là nhận được tin tức chính là thất tình pháp hội. Bởi vì thất tình pháp hội hội tụ toàn bộ tất cả người có máu mặt, tin tức tất nhiên sẽ linh thông. Mặt khác, ngoại trừ thất tình pháp hội ra, Cố Thành Phong còn đặc biệt tìm kiếm trí nhớ về hóa tinh đại pháp. Sau khi hắn dung hợp thông suốt hóa tinh đại pháp, cả người trong nháy mắt mừng như điên. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc suy đoán về hóa tinh đại pháp trước đó toàn bộ chính xác. Hóa tinh đại pháp đúng là một môn pháp môn cường hãn, có thể hòa tan tinh thần lực. Hóa tinh lão tổ chính là bằng vào phương pháp này tung hoành. Có điều khuyết điểm duy nhất của phương pháp này chính là tinh thần lực chuyển hóa mà thành chỉ có thể sử dụng ngắn ngủi, không thể sở hữu vĩnh viễn. Ở trong tinh khư, chiến đấu cùng hóa tinh lão tổ có thể nói là cực kỳ bất lợi. Sức mạnh của hóa tinh lão tổ gần như vô cùng vô tận, bởi vì hắn có thể thời gian thực chuyển hóa tinh thần lực dùng cho bản thân, nhưng sau khi dùng xong thì không còn nữa, lần sau muốn dùng phải tiếp tục chuyển hóa. Nếu như muốn triệt để luyện hóa tinh thần lực, vậy thì cần có được Đại Chu Thiên Tinh Thần Đạo Thể. Loại thể chất trời sinh này có thể khống chế tinh thần lực. Cố Thành Phong tuy rằng không có Đại Chu Thiên Tinh Thần Đạo Thể, nhưng hắn lại có được tinh cực pháp tắc mạnh hơn. Pháp tắc đến từ Tiên Vương có thể trợ giúp hắn coi khinh cả tinh thần phong bạo, tuyệt đối chơi chết Đại Chu Thiên Tinh Thần Đạo Thể gì đó. Cứ như vậy, hai thứ này cộng lại, trước tiên dùng hóa tinh đại pháp chuyển hóa tinh thần chi lực, sau đó lại dựa vào đặc tính của tinh cực pháp tắc dung hợp hoàn mỹ, hiệu quả sinh ra tuyệt đối là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ sức mạnh, tinh thần phong bạo, nâng cấp bản thân. Vài ngày sau, Cố Thành Phong ngồi ngay ngắn trên một ngôi sao hoang vắng vô tịch, khắp nơi hoang tàn cô liêu, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Hóa tinh đại pháp theo đó vận chuyển. Lập tức một cỗ hóa tinh lực mạnh mẽ bao phủ ngôi sao này. Ngay sau đó, một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Chỉ thấy ngôi sao hoang vắng cô tịch này lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tan ra như que kem, hóa thành tinh thần lực lấp lánh bàng bạc tràn vào trong thân thể Cố Thành Phong. Đến lúc này, tác dụng hóa tinh đại pháp có thể phát huy liền dừng lại ở đây. Nếu như là hóa tinh lão tổ đến đây, vậy lúc này hắn cũng chỉ có thể phát cỗ sức mạnh này, căn bản không cách nào chuyển hóa thành sức mạnh bản thân. Nhưng đối với Cố Thành Phong có được tinh cực pháp tắc mà nói, loại sức mạnh này có bao nhiêu hấp thụ bấy nhiêu. Tinh cực pháp tắc không hổ là pháp tắc do Tiên Vương điều khiển, quả thực giống như chúa tể của tinh thần, là tồn tại cấp độ cao hơn, có thể tùy ý khống chế tinh thần lực. Tinh thần lực bàng bạc hào hùng kia sau khi tiến vào trong cơ thể Cố Thành Phong bị điên cuồng hấp thu dưới tác dụng của tinh cực pháp tắc chuyển hóa thành nội tình bản thân. Cố Thành Phong chỉ cảm giác được pháp lực, thân thể, thần hồn của mình dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực điên cuồng tăng vọt. Mấy canh giờ sau, ngôi sao hoang vắng cô tịch này hoàn toàn hóa thành tro bụi. Phù, ngôi sao thứ 232. Cố Thành Phong cảm thụ được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, lẩm bẩm nói. Hắn không thể nào nghĩ ra hiệu quả khi hóa tinh đại pháp cộng với tinh cực pháp tắc lại tốt như thế. Chỉ kém hiệu quả của hệ thống thoáng một chút, nhưng ăn xa tiên đan linh dược. Mấy ngày tu hành này, thôn phệ 233 ngôi sao khiến cho thực lực của hắn đủ để chiếm lĩnh một vị trí trong kim tiên. Chỉ là đáng tiếc vẫn không gặp phải tinh thần phong bạo, bằng không đột phá kim tiên chỉ còn trong tầm tay. Bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục tu luyện, bởi vì khoảng cách diễn ra thất tình pháp hội chỉ còn thời gian không đến một năm. Thời gian nhìn như không ngắn,
kỳ thực không phải như vậy. Nơi này cách Thất Tinh Tiên Thành, nơi diễn ra Thất Tinh Pháp Hội, chỉ riêng lộ trình đã cần thời gian nửa năm, càng đừng nói đến giữa đường sẽ gặp phải một số thiên tai nhân họa. So với việc tu luyện của bản thân, đương nhiên là người nhà quan trọng hơn. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở sâu trong tinh không. Cuộc hành trình trong bầu trời đầy sao là cực kỳ nhàm chán, thường là vài tháng cũng không thể nhìn thấy một người sống. Mặc dù có vô số sao trời, nhưng tỷ lệ muốn gặp được sinh mệnh cổ tinh cực thấp. Sau một tháng bay, Cố Thanh Phong rốt cục không chịu nổi cô đơn. Má nó, đã bao giờ bổn đế phải chịu khổ như thế này? Hắn bắt đầu hoài niệm cảnh tượng lúc trước, bất kể mình đi đâu đều có một đám tiểu đệ khiêng kiệu trước hô hậu ủng. Tuy nói hiện tại mình muốn tiểu đệ thì cũng có thiếu gì, hơn nữa đều ở trong trường trung thế giới. Nhưng vấn đề là thực lực của tiểu đệ quá yếu, nếu dùng bọn họ kéo xe chạy, 100 năm cũng không tới được Thất Tinh Tiên Thành. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Thanh Phong nghĩ đến đứa con lớn của mình, Dạ Vô Ưu. Hắn có được thực lực huyền tiên, tuy rằng không thể xưng là cường giả đứng đầu, nhưng ít nhất dùng để kéo xe vẫn không thành vấn đề. Vì vậy, Vô Ưu con ta ở đâu rồi? Đang say mê tu luyện, Dạ Vô Ưu điên cuồng dậy lên ý đồ giết cha của mình. Hắn nhìn phế tích tinh không chung quanh hoang vu, trong lòng luôn có một chút cảm giác bất ổn. Không có gì trách hắn cảm giác như vậy, bởi vì mỗi lần Cố Thanh Phong gọi hắn ra cũng không có chuyện tốt lành gì, hắn làm sao có thể không sợ. Mơ hồ nhớ rõ lần trước còn là để cho hắn đi thành âm sát mua rượu, sau đó mình bị đánh một trận liền trở thành tù nhân, thiếu chút nữa chết mất tòi. Có trời biết lần này hắn ta sẽ làm gì. Vô Ưu con ta, con đường tu luyện một đường không nên xa rời thực tế. Tục ngữ có câu đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Vi phụ lần này gọi ngươi đi ra chính là vì để cho ngươi đi nhiều một chút, nhìn phong cảnh ven đường, gia tăng một chút cảm ngộ nhân sinh. Điều này rất có ích đối với việc tu luyện của ngươi. Khóe miệng Dạ Vô Ưu giật giật. Nữa, lại đến nữa. Sau đó chỉ thấy Cố Thanh Phong lấy ra một chiếc chiến xà cổ hoàng kim, đầu xe có dây cương. Hắn cầm lấy dây cương, trực tiếp quấn trên người Dạ Vô Ưu ba vòng. Dây cương thô to, bao bọc Dạ Vô Ưu giống như bánh chưng nhỏ. Nghĩa phụ, cái này... Dạ Vô Ưu khóc không ra nước mắt. Cố Thanh Phong không để ý tới hắn, mà là tự mình ngồi lên xe hoàng kim cổ chiến xa, lại ném ra một tấm tinh đồ, thản nhiên nói. Đến Thất Tinh Tiên Thành, trong vòng 3 tháng không tới được, vi phụ liền phải suy nghĩ lại một chút về quan hệ phụ tử của chúng ta. Dạ Vô Ưu cho dù có vạn lần không tình nguyện cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Cố Thanh Phong. Dù sao mệnh lệnh của nghĩa phụ lớn hơn trời. Vâng, nghĩa phụ, ngài ngồi vững. Dạ. Dạ Vô Ưu giống như con ngựa nhỏ kéo hoàng kim cổ chiến xa chạy nhanh trong tinh không, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Cố Thanh Phong trong hoàng kim cổ chiến xa thì gọi ra tiểu thi mị, bảo nó huyễn hóa thành bộ dáng âm sát phu nhân Ân Vũ Điệp, bưng trà rót nước hầu hạ. Vì thế trong tinh không xuất hiện một đạo kỳ cảnh, một hài đồng chưa tới 3 tuổi, vóc dáng còn cao bằng bánh xe, ở trong tinh không ra sức chạy nhanh, lôi kéo một tòa hoàng kim cổ chiến xa lớn hơn hắn gấp trăm lần. Một tháng sau, khi thời gian trôi qua, Dạ Vô Ưu vốn đang phóng nhanh xuyên qua một khu vực nào đó, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Cảm trì trận pháp! Hắn vội vàng quay đầu lại gọi Cố Thanh Phong. Nghĩa phụ, xảy ra chuyện, vừa rồi ta đi qua khu vực bị người bày ra cảm trì trận pháp. Trận pháp này không có lực sát thương, nhưng có thể cảm nhận được bất kỳ kẻ nào đi qua khu vực này, nhất định là tinh không đại đạo. Nghe nói tinh không đại đạo chuyên môn lợi dụng phương pháp này để cảm nhận người đi qua đường, từ đó đánh cướp. Cố Thanh Phong hoàng kim cổ chiến xa vừa nghe, lập tức lên tinh thần, lập tức nói. Mau dừng xe, chờ tại chỗ này. Dạ Vô Ưu sửng sốt. Nghĩa phụ, cái này... Vì phụ quá nhàm chán, đã một tháng không giết người, hiếm khi mới có người đưa tới cửa, sao có thể bỏ qua.
Dạ Vô Ưu nghe Cố Thanh Phong hưng phấn nói, chỉ cảm thấy lo lắng cho tiền đồ của bản thân, vội vàng dừng xe, sợ nghĩa phụ không giết được người, sẽ giết mình luôn. Ở trên một ngôi sao màu vàng xa xôi, một đám tinh không đại đạo đang ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hoàng Kim Cổ chiến xa. Bọn chúng đỗ xe rồi, có giàn trá gì không nhỉ? Ngay cả Hải Đồng kéo xe đã là một vị huyền tiên, trong kiệu kia sẽ là nhân vật bực nào? Làm sao bây giờ? Là lão đại, lên hay không? Tất cả tinh không đại đạo rời ánh mắt nhìn về nam tử mặc áo đen. Nam tử áo đen cũng lộ ra vẻ chần chừ, nhưng một lát sau hắn đưa ra quyết định. Lên, khu này là địa bàn của chúng ta. Chúng ta ở đây kinh doanh nhiều năm, bố trí các loại cạm bẫy trận pháp. Cho dù không địch lại, muốn chạy trốn cũng là việc dễ dàng. Ầm. Sâu trong tinh không, mạnh mẽ bộc phát ra hơn 10 đạo tiên quang chí mạng. Chính là tinh không đại đạo, trước đó đã quyết định động thủ. Bọn họ cắt ngang hư không mà đến, khoảng cách trăm vạn dặm lập tức lướt qua trong phút chốc. Rõ ràng là 5 vị huyền tiên, cộng thêm 11 vị thiên tiên. Trong lúc nhất thời, quần tinh chấn động, lôi đình kích động. Nhưng mà bọn họ thể hiện đầy đủ ra cái gọi là tới nhanh như thế nào, thua nhanh như thế nấy. Quỳ xuống! Trong tinh không nổi lên hai chữ nhàn nhạt, những tinh không đại đạo kia trong nháy mắt đồng loạt biến sắc. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ cảm giác trong Hoàng Kim Cổ chiến xa hiện lên bóng dáng ma thần che khuất bầu trời, cổ xưa huyền bí. Trên người phát ra ma uy khủng bố, quả thực làm cho khu vực tinh không này đều đang lạnh run. Ma uy giống như từng tòa thần sơn hung hăng đè lên người bọn họ. Răng rắc! Đó là âm thanh của xương vụn. Đám tinh không đại đạo này quỳ dạp trước mặt Hoàng Kim Cổ chiến xa đều không ngừng kêu rên thảm thiết. Cố Thành Phong nhẹ nhàng đi ra khỏi kiệu. Dạ Vô Ưu ở một bên khiếp sợ nghĩa phụ có thực lực cường đại, vội vàng phản ứng lại, đỡ nghĩa phụ xuống kiệu. Hắn khinh rẻ nhìn đám đại đạo tinh không một cái, thản nhiên nói: cho các người một lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Tinh không đại đạo cũng không phải kẻ ngốc, chết vinh không bằng sống nhục. Còn nữa, có thể đi theo một vị chủ nhân thực lực cường đại, nói không chừng sống tốt so với việc làm tinh không đại đạo tốt hơn. Vì thế, Cố Thành Phong có thêm một nhóm tiểu đệ kéo xe, cuối cùng cũng khiến hắn ít nhiều tìm lại được một chút cảm giác lúc trước. Cái gọi là đoàn kết là sức mạnh. Dưới sự nỗ lực chung của những người này, hơn một tháng sau, Cố Thành Phong rốt cục đến được Thất Tinh Tiên Thành. Mà hắn từ trong miệng của tinh không đại đạo cũng có được nhiều hiểu biết sâu xa đối với tọa tiên thành cùng với thất tinh pháp hội. Thì ra sở dĩ có thất tinh pháp hội là bởi vì ở khu vực này có 7 ngôi sao thái cổ đặc thù tồn tại giữa năm tháng vô tận, ẩn chứa sức mạnh thần bí không thể tưởng tượng nổi. Mỗi vạn năm, ngày thất tinh liên châu chính là lúc phi tiên cấm khu mở ra. Trong lời đồn, trong phi tiên cấm khu có một bí địa tên là phi tiên trì. Trong phi tiên trì ẩn chứa tiên duyên thăng cấp đại la kim tiên. Hơn nữa tiên duyên này không tầm thường, không giống với thăng cấp ở bên ngoài. Ở trong phi tiên trì, mượn tiên duyên đột phá sẽ có tỷ lệ cảm ngộ vĩnh hằng đại đạo cao hơn, mạnh hơn. Nội tình cũng sẽ càng thêm thâm hậu, vượt xa đại la kim tiên bình thường. Đại la kim tiên là một vạch mức. Loại khoảng cách xa xôi này không phải chỉ dùng vạch mức giữa huyền tiên cùng kim tiên là có thể so sánh được. Kim tiên tuy mạnh, có thể nghiền ép huyền tiên, nhưng kiến nhiều hơn có thể cắn chết voi, đủ số lượng huyền tiên có thể đánh bại kim tiên. Nhưng đại la kim tiên thì khác. Đại la kim tiên là tồn tại vĩnh hằng, đã lĩnh ngộ đại đạo. Vĩnh hằng đại đạo chính là cột chống giữ cho pháp tắc. Tận vĩnh hằng chân giới vận chuyển là chí cao pháp tắc. Tồn tại bậc này căn bản không phải số lượng có thể đánh bại, nhiều kim tiên hơn nữa cũng đánh không lại một gã đại la. Có thể đánh bại đại la cũng chỉ có đại la. Đương nhiên tiên vương cấp độ cao hơn không tính. Cho nên mỗi vạn năm một lần, thất tinh pháp hội đều là sự kiện trọng đại của tinh khư thứ 6. Không ai có thể chống lại được sự hấp dẫn của việc trở thành đại la kim tiên.
Cho dù là đám đệ tử thế lực tiên vương, rõ ràng có thể đột phá đại la, nhưng bình thường cũng sẽ không lựa chọn đột phá, mà là chờ đợi phi tiên cấm khu mở ra, tìm kiếm tiên duyên, thu hoạch đạo đường cao hơn. Thất tinh tiên thành, Cố Thanh Phong đẩy cửa sổ hoàng kim cổ chiến xa lên, nhìn về phía tòa tiên thành tráng lệ, uy nga tựa như thái cổ tinh thần. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi hơi sợ hãi. Thất tinh tiên thành giống như một thần long viễn cổ, xoay quanh ở sâu trong tinh không, kéo dài như đồi núi chập trùng, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Trong tinh không, có tinh quang lấp lánh chiếu lên thất tinh tiên thành, bức tường cổ xưa như được xây bằng kim tiên, khoác lên một tầng thần huy vàng rực rỡ, cổ xưa mà lại hùng hồn. Thất tinh tiên thành quá lớn, giống như biển rộng vậy, rõ ràng chỉ là một tòa thành trì mà thôi, lại làm cho người ta cảm thấy như nó nối trời lên đất, vô biên vô hạn mênh mông. Quả nhiên là khéo léo tuyệt vời, khí phái tiên gia. Đi vào thành. Cố Thanh Phong hạ lệnh nói, một đám tiểu đệ lập tức bắt đầu kéo xe, đi về phía tiên thành. Càng tới gần càng có thể cảm nhận được thất tinh tiên thành hùng hồn tráng lệ. Chỉ mỗi tường thành thôi đã giống như cột trời, liếc mắt nhìn không tới đầu. Cửa thành cao giống như Nam Thiên Môn trong truyền thuyết, làm cho người ta đi lại trong đó có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Xoạt, xoạt, xoạt. Ngoài cửa thành vô cùng náo nhiệt, từng đạo tiên quang rực rỡ xuyên qua từ trong hư không, tốc độ cực nhanh. Nhưng thần kỳ chính là khi bọn họ đến cửa thất tinh tiên thành đều giảm tốc độ và dừng lại. Một đám đi bộ đi vào trong cửa thành. Chủ thượng, thất tinh tiên thành này cấm phi hành. Một tiểu đệ giải thích, cho dù là đại la kim tiên ở đây cũng phải tuân thủ quy định, nếu không sẽ bị thất tinh cổ quốc trấn áp. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày. Thất tinh cổ quốc, loại bảo điện như phi tiên cấm khu này không phải nắm trong tay thế lực tiên vương sao? Bẩm chủ nhân, chính là bởi vì phi tiên cấm khu vô cùng trân quý, các thế lực đại tiên vương đều muốn tranh đoạt. Trải qua nhiều lần chiến đấu đàm phán, cuối cùng các đại tiên vương quyết định đem phi tiên cấm khu giao cho thất tinh cổ quốc quản lý. Hơn nữa chỉ cho phép tu sĩ dưới đại la kim tiên tiến vào, để cho thế hệ trẻ lịch luyện. Về phần tiên duyên thì mỗi người đều dựa vào bản lĩnh. Quốc chủ thất tinh cổ quốc chính là cường giả cấp bậc chuẩn tiên vương, thuộc về đội ngũ hàng đầu dưới tiên vương. Luận thực lực hay tư cách đều là người thích hợp. Thất tinh cổ quốc sau khi tiếp nhận phi tiên cấm khu, cứ một vạn năm sẽ tổ chức thất tinh pháp hội, mời anh kiệt thiên hạ đến tham gia. Những đệ tử thế lực tiên vương kia đều sẽ đến đây. Cố Thanh Phong gật gật đầu, xem như hoàn toàn hiểu rõ lai lịch thất tinh pháp hội. Nếu thiên hạ anh kiệt tập trung ở đây, vậy thì tất nhiên tin tức sẽ cực kỳ linh thông, có thể nhân cơ hội tìm hiểu tung tích tinh thần lệ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, chiến xa hoàng kim của hắn đã đi tới cửa thành. Gần cửa thành, thân ảnh tiên nhân đông đúc chen chúc, giống như cá vượt qua sông. Có người cưỡi bảo hàn, có người cưỡi tiên thú linh cầm, các tiên quang tràn ngập thật là uy phong. Cố Thanh Phong nhìn thấy mà cay mắt, lại nhìn chiến xa hoàng kim cổ của mình, nhìn thế nào cũng thấy chán ghét. Chiếc xe này còn do hắn từ hạ giới mang tới. Ở hạ giới mặc dù là đứng đầu, nhưng đến thượng giới quả thực nhìn không ra một cái gì. Nó giống như một khoảng cách giữa xe đạp và xe hơi. Hắn luôn chú ý đến thể diện, đã bao giờ phải chịu lại ấm ức như thế này. Đổi xe đi, phải đổi xe, vào thành phố và mua một chiếc xe hơi. Tuy rằng muốn đổi xe, nhưng vừa nghĩ đến phải tiêu tiền, Cố Thanh Phong lại có chút đau lòng. Hắn nhìn tường thành cao lớn hùng vĩ kia, toàn thân hiện lên ánh sáng vàng đen. Đó là một khối tiên thạch chất đống mà thành tường thành. Mỗi một khối đều là do bí pháp luyện chế, được bao phủ bởi trận pháp phù văn, đều có giá trị không nhỏ. Mà tường thành do vô số tiên thạch chồng chất thành, kéo dài không dứt. Liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu, nếu đổi thành tiên ngọc, quả thực chính là giá trị liên thành thật sự. Vừa nghĩ đến đây, đáy mắt Cố Thanh Phong hiện lên một tia hồng ma quang. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn muốn tòa thành này, họ Cố. Tiến vào thất tinh tiên thành,
cảnh tượng phồn hoa bên trong không hề thua kém ngoại giới vĩ hùng. Đường phố rộng rãi trải đầy ngọc thạch trắng tinh, bốn phương tám hướng dày đặc như lưới, kiến trúc hai bên đường tựa như tiên cung, đều mang theo tiên khí man mác. Các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, bán tài nguyên tu hành như tiên đan, tiên thảo, tiên binh, vân vân. Đồng thời còn có không ít địa điểm vui chơi giải trí, ăn uống đánh bạc, muốn gì có đó. Từ trước tới nay tiên nhân cũng không phải hạ người, thanh tâm quả dục. Ngược lại dã tâm dục vọng của bọn họ còn lớn hơn phàm nhân rất nhiều, tự nhiên chơi bời rất sung. Nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa này, lại so sánh mấy tháng nay, cô đơn du lịch trong bầu trời đầy sao, Cố Thanh Phong cảm giác mình phải hưởng thụ một phen. Lúc này con trai ngoan dạ vô ưu đột nhiên nói: Nghĩa phụ, tiên thành này thực sự là thánh địa tu luyện. Ngài thường nói tu luyện không thể xa rời thực tế. Hải Nhi muốn đi dạo trong thành, tìm kiếm một phen tiên duyên thuộc về mình. Cố Thanh Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái. Vô ưu con ta, tu luyện quả thật không thể xa rời thực tế. Nhưng tu sĩ chúng ta quan trọng nhất là chịu được chống trải, học được hưởng thụ sự cô độc, không bị thế giới phồn hoa quấy nhiễu tâm thần. Mỗi người trước khi thành công đều phải trải qua một đoạn thời gian không người dòm ngó. Người hiểu không? Khóe miệng dạ vô ưu giật giật. Ta, mẹ nó hiểu rồi. Miệng mẹ nó mọc trên mặt ngươi, ngươi nói như thế nào cũng có lý. Dù sao khi ngươi muốn ta làm gì, luôn có thể tìm được đủ loại lý do. Không muốn để cho ta làm gì, ngươi cũng có thể tìm được đủ loại lý do. Cái loại cảm giác tồi tệ này làm cho dạ vô ưu nghĩ đến cha ruột của mình. Năm đó còn nhỏ, cha ruột cũng đáng ghét như vậy. Có điều... Cố Thanh Phong đột nhiên chuyển đề tài, nói: Tu luyện quan trọng, việc có bận rộn mới biết quý trọng lúc nhàn rỗi, thư giãn hợp lý. Vì phụ nể tình, ngươi ngày thường ngày đêm khổ tu, cho phép ngươi ở trong thành dạo một vòng, nhưng nhất định sẽ không cho ngươi tiên ngọc. Ngươi còn nhỏ, không rõ tiền tài là nguồn gốc khiến người ta xa đọa, ngươi không kiềm chế được. Đi đi, đi chơi đi. Dạ vô ưu nhất thời mừng như điên, không cho tiền thì không cho tiền đi, hắn muốn tạm thời thoát khỏi tầm mắt của Cố Thanh Phong, không muốn lúc nào cũng bị giám thị. Chỉ có như vậy mới có cơ hội phá giải lời thề, nhận giặc làm cha trên người mình, cũng gia tăng lá bài tẩy, đặt nền móng tốt cho việc giết cha sau này. Về phần tiền tài, hắn thân là huyền tiên, muốn kiếm tiền còn không đơn giản sao? Chẳng qua chỉ là tốn thêm một phen công phu mà thôi. Đa tạ nghĩa phụ, Hải Nhi đi đây. Dạ vô ưu nói xong, sau đó liền vắt giò lên cổ chạy đi, thật sự giống như một thằng nhóc nhảy nhót. Đứa nhỏ này... Cố Thanh Phong cưng chiều mỉm cười, sau đó dặn dò thủ hạ ở một bên, phân phó nói: Phái hai huyền tiên âm thầm theo dõi nó, một khi nó kiếm được tiền, lập tức mang tới cho bổn đế. Vâng, chủ thượng. Thân ảnh hai gã huyền tiên lập tức hòa vào hư không, biến mất không thấy đâu. Hải tử đi rồi, cũng nên làm chút chuyện người lớn nên làm. Nói xong, Cố Thanh Phong liền đi về phía quần phương các. Từ xưa Thanh Lâu Chi chính là địa phương linh thông tin tức nhất, chính là lựa chọn tìm hiểu tin tức. Quần phương các chiếm diện tích vạn mẫu đất, lầu chính là một tòa tháp bát giác tiên tháp. Mái hiền đấu vòm, rừng cột chạm trổ, răng đèn kết hoa vô cùng rực rỡ. Ngay cả bậc thang nối liền đại môn đều là do ôn ngọc chất đống xây đắp lên, trong suốt như tuyết trắng, còn phản quang. Một vài tiên tử dung mạo tuyệt mỹ, mặc váy đứng ở phía trên, đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng mê hoặc. Không cần hoài nghi, vì sao tiên nữ cũng sẽ làm công việc thế này, tất nhiên là vì tu hành. Song tu chi đạo cũng là một đại đạo, thải dương bổ âm đồng thời còn có thể kiếm được một ít tài nguyên tu hành, cớ sao không làm. Phải biết rằng lượng kiếp giống như thanh gươm của Damoclet treo ở trên đỉnh đầu mọi người. Một vài người thiên tư kém, tiên nữ không có bối cảnh, làm sao có thể nhận được tài nguyên tu luyện. Khách quan, đến chơi nào! Hai thị nữ dáng vẻ nhìn thấy Cố Thanh Phong dừng chân trước cửa, lập tức đi lên đón khách, lấy bưởi đụng người.
đang lúc Cố Thanh Phong chuẩn bị đi vào tìm hiểu tình báo. Ầm ầm. Bỗng dưng chân trời cực xa vang vọng một trận tiếng nổ vang, dường như có quái vật khổng lồ nào đó đang bơi lội. Cũng là một tiếng nổ lớn này kinh động cả tòa Thất Tinh Tiên Thành. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc bảo thuyền dài chừng vạn trượng, mang theo ký hiệu trọng đồng, toàn thân lưu chuyển tiên quang khổng lồ, phi đến như bay, chậm rãi tiến vào Thất Tinh Tiên Thành. Vị trí đầu thuyền, một thanh niên tuấn mỹ mặc tử bào hoa quý, đầu đội ngọc quan đứng thẳng, trong ngực còn ôm một vị nữ tử xinh đẹp, khoác lễ phục mão phượng. Nàng đầu đội vương miện vàng, tay cầm một thanh ôn ngọc như ý, khí chất ung dung mà uy nghi. Trong lúc một đôi mắt liếc nhìn, hiện lên một tia tiên mang nhàn nhạt, cực kỳ bất phàm. Một nam một nữ, đều tuấn mỹ vô song, như thần tiên trong đám người phàm, lại thêm huênh hoang, ngồi bảo thuyền vào thành như thế, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Phải biết rằng, Thất Tinh Tiên Thành cấm phi hành, Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Nhưng một nam một nữ này lại lớn lối ngồi bảo thuyền khổng lồ phi hành vào, quả thực chính là hoàn toàn không để ý đến quy củ Thất Tinh Tiên Thành. Không phải nói Thất Tinh Tiên Thành cấm phi hành sao? Tại sao không ai quan tâm? Cố Thanh Phong nghi hoặc nói với thủ hạ bên cạnh. Thủ hạ thân là tinh không đại đạo lập tức trả lời. Chủ thượng có điều không biết, không phải không có người quản mà là không ai dám quản. Ngài có thấy lá cờ trên đó không? Đây chính là cờ tiên vương, chứng tỏ đây là thuyền của thế lực tiên vương. Người nào không có mắt dám quản? Thất Tinh cổ quốc có mạnh đến đâu, đối mặt với thế lực tiên vương cũng phải cúi đầu. Cái gọi là pháp lệnh cấm không chẳng qua chỉ là nhằm vào tiên nhân bình thường mà thôi. Loại tồn tại tầng cao nhất chân chính chưa bao giờ để ý đến những quy củ này. Ngay cả lúc thuộc hạ làm tinh không đại đạo, gặp phải cờ của thế lực tiên vương cũng không dám ngăn cản. Làm tinh không đại đạo có đôi khi quan trọng nhất không phải là thực lực, mà là nhãn lực, mắt mù thường là chết chắc. Dù sao thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tiên vương sao? Vậy nếu mỗi người đều giả mạo cờ tiên vương, các người chẳng phải là hết đường làm ăn sao? Thủ hạ nuốt nước miếng, cười ngượng ngùng nói. Giả mạo cờ tiên vương còn khủng bố hơn việc bị cướp, không ai dám. Cố Thanh Phong trong lòng ngỡ ngàng, không nghĩ tới lực uy hiếp của tiên vương lại lớn như vậy. Có điều ngẫm lại cũng đúng, toàn bộ tinh hà rộng lớn vô tận, tồn tại hàng tỷ tiên nhân, vô số thế lực, mà những người này cùng thế lực đều do một mình tinh cực tiên vương thống lĩnh, có thể tưởng tượng được thực lực tiên vương sẽ mạnh bao nhiêu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn bảo thuyền khổng lồ trên bầu trời. Nhìn thanh niên áo tím đứng ở phía trên còn phách lối hơn cả mình, nhất thời trong lòng khó chịu. Nghĩ vừa rồi hắn cũng thành thành thật thật đi vào cửa, nhưng đối phương lại ngồi phi thuyền, bay trên không mà đi vào. Thế lực tiên vương thật sự làm cho người ta hâm mộ. Chờ bổn đế chữa trị cho người nhà xong nhé. Đúng rồi, đây là thế lực của tiên vương nào? Cố Thanh Phong đột nhiên hỏi. Bẩm chủ thượng, phía trên này chính là cờ của Trọng Minh Tiên Vương, người tới hẳn là thiếu chủ của tộc Trọng Minh Vũ Văn Hùng. Nghe nói Vũ Văn Hùng chính là kỳ tài bất thế, tuổi còn trẻ đã là cường giả kim tiên đỉnh phong. Hơn nữa nghe nói hắn sớm đã có thể đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, nhưng vì gia tăng nội tình, chần chờ không chịu đột phá chỉ vì Thất Tinh pháp hội lần này. Chờ một chút, Cố Thanh Phong đột nhiên hô. Người nói đó là ai? Thủ hạ kinh ngạc nhìn hắn một cái nói. Trọng Minh Tiên Vương. Khà khà khà. Cố Thanh Phong phát ra một tràng tiếng cười điên cuồng khiến thủ hạ hoảng sợ. Bột đế còn tưởng là ai? Thì ra là nhãi nhép. Cố Thanh Phong ngàn vạn lần không nghĩ tới lại là tộc Trọng Minh. Xem ra bột đế cùng Trọng Minh Tiên Vương thật sự duyên phận không bạc. Lúc trước món nợ của thần Vũ Hầu để cho Vũ Văn Hùng đến trả thôi. Sâu trong Thất Tinh Tiên Thành, trong một tòa cung điện tráng lệ, quốc chủ Thất Tinh cổ quốc chuẩn tiên vương Cổ Nhược Trần ngồi trên long ỷ như thần linh. Một đôi mắt tràn ngập tiên quang, đang tràn đầy lửa giận nhìn về phía Vũ Văn Hùng ở xa xa. Coi như thế nào hắn cũng không nghĩ tới,
chỉ là tiểu bối lại dám cản rỡ như thế, hoàn toàn không để ý pháp lệnh cấm không, trực tiếp điều khiển bảo thuyền phi hành ở Thất Tinh Tiên Thành. Đây quả thực là vả mặt lồ lộ, căn bản không xem chuẩn tiên vương này ra gì. Thế nhưng mặc dù đối mặt với một tên tiểu bối mà dùng đầu ngón tay này liền có thể nghiền chết, Cổ Nhược Trần cũng không dám ra tay, bởi vì hắn không đắc tội được với Trọng Minh Tiên Vương sau lưng đối phương. Tiên Vương cùng chuẩn Tiên Vương, mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Vũ Văn Hùng chính là hậu bối Trọng Minh Tiên Vương coi trọng nhất, có tư chất Tiên Vương, một khi tự mình động thủ, chỉ sợ cả Thất Tinh Cổ Quốc đều sẽ chôn cùng. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn. Nhưng nếu bị Trọng Minh Tiên Vương làm mất mặt, hắn còn có thể nuốt xuống cục tức này. Dù sao người ta là tiên vương, nhưng đây là một tiểu bối. Kỳ thật cách tốt nhất bây giờ chính là cũng phái ra một vị tiểu bối đi ngăn cản Vũ Văn Hùng. Như vậy sẽ không đả thương hỏa khí, bản thân cũng không cần cậy lớn hiếp nhỏ làm mất thể diện, cùng với đắc tội Trọng Minh Tiên Vương. Chỉ là Cổ Nhược Trần nhìn lướt qua 11 vị hoàng tử hoàng nữ dưới gối, nhất thời phát ra một tiếng thở dài. Trong đám con cái của mình, căn bản cũng không có một đứa nào có thể so sánh với nó, hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta, đi lên cũng chỉ mất mặt. Lúc này một vị hoàng nữ, bộ dáng xinh đẹp giống như tiểu cô nương 17-18 tuổi đứng lên, vẻ mặt tức giận nói: "Phụ hoàng, Vũ Văn Hùng này thật sự là khinh người quá đáng, để cho ta đi giáo huấn hắn." Cổ Nhược Trần nhìn về phía con gái út của mình, Cổ Linh Nhi. Nàng tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng lại có vài phần dũng khí châu con mới sinh, không sợ hổ. Hơn nữa thiên tư tuyệt hảo, sớm bước vào hàng ngũ kim tiên. Nhưng mà kim tiên tép diêu, đối mặt với đệ tử thế lực tiên vương kia, căn bản không phải là đối thủ. Linh Nhi, con không phải là đối thủ của hắn. Cổ Linh Nhi lập tức nóng giận, dương nanh múa vuốt nói: "Không phải đối thủ, con cũng muốn đi. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn hạ nhục Thất Tinh Cổ Quốc ta như thế?" Cổ Linh Nhi nói xong liền muốn lao ra ngoài, nhưng mà Cổ Nhược Trần tiện tay vung lên, lập tức một đạo tiên quang hóa thành cấm chế nhốt nàng lại. "Phụ hoàng, thả con ra, ta phải dạy dỗ hắn ta." Cổ Nhược Trần lắc đầu, tuy rằng trong lòng rất cảm động lòng hiếu thảo của nữ nhi, nhưng thân là phụ thân, hắn biết rõ chắc sẽ bị đánh bại, làm sao có thể để nữ nhi đi đây. Cổ Linh Nhi tức giận muốn nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng thành hình bánh bao, đỏ bừng. Trong mắt hạnh tràn đầy lửa giận, nhìn Vũ Văn Hùng ở bên ngoài, trong miệng không ngừng la hét. Tuy nhiên ngay sau đó, tiếng la hét của nàng dừng lại. Sau khi dừng lại một giây, ngay sau đó trong miệng lại phát ra một tiếng vang lớn hơn, toàn bộ âm điệu cao lên 8 nốt. "Mau tới xem, có người đi chặn Vũ Văn Hùng." "Cái gì? Thật hay giả?" Một đám hoàng tử cùng hoàng nữ, bao gồm cả quốc chủ Cổ Nhược Trần, đều nhìn theo tiếng kêu. Trên bảo thuyền khổng lồ của tộc Trọng Minh, thanh niên áo tím Vũ Văn Hùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống đám chúng sinh trên mặt đất, sinh ra một loại hào khí đứng trên đỉnh cao, nhìn ngắm chúng sinh. Lúc này nữ tử được hắn ôm vào trong ngực, nói: "Thiếu chủ, chúng ta vào thành như vậy, có phách lối quá hay không?" Thất Tinh Cổ Quốc luôn là nơi trung lập, quy củ cấm không lưu truyền mấy vạn năm. Theo ta thấy, chúng ta thân là khách, vẫn nên nhập gia tùy tục, tuân theo quy củ nơi này là tốt nhất. Vũ Văn Hùng cười khẽ: "Quy củ chỉ là một Thất Tinh Cổ Quốc, cũng dám nói quy củ với Vũ Văn Hùng ta, hắn có thực lực đó sao?" "Nhưng mà..." "Có gì mà cứ nhưng?" Vũ Văn Hùng cười tà một tiếng, trực tiếp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nữ tử, kéo cả người nàng vào trong ngực, vươn ra ma chảo tà ác. Nữ tử lập tức khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm nhũn run lên. "Đừng, đừng thiếu chủ, nơi này đông người." Vũ Văn Hùng không kiêng nể gì, đánh giá dáng người thon thả của nữ tử, cười nói: "Ngươi là nữ nhân của bản thiếu chủ, bản thiếu chủ muốn thế nào liền thế nấy, xem ai dám nói." "Khà khà, tiểu tử, thứ tốt không thể hưởng thụ một mình, để cho bổn đế cũng sờ hai cái đi nào."
Một đạo thanh âm giống như sấm sét vang vọng khắp nơi. Vũ Văn Hùng hai tay đang tắc quái, nhất thời cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới mình vừa giả ngầu xong, quay đầu liền có người dám nhảy ra vả mặt. Ai? Trong ánh mắt hắn tràn ngập sát ý vô biên. Chỉ thấy một đạo lưu quang phát ra từ Thất Tinh Tiên Thành thẳng hướng lên trời. Trong nháy mắt liền chắn trước bảo thuyền khổng lồ của tộc Trọng Minh. Người tới chính là Cố Thành Phong. Cố Thành Phong đột nhiên xuất hiện, nhất thời khiến cho nổi lên rúng động trong thành. Các người mau xem, lại có người dám ngăn cản bảo thuyền của Vũ Văn Hùng. Cái gì? Sao lại như thế? Ai ăn gan hùm mật gấu? Chẳng lẽ là thiếu chủ của các thế lực tiên vương khác? Không phải, người nọ nhìn lạ mặt, hơn nữa cảnh giới của hắn giống như một phàm nhân. Mọi người trong thành nhìn thấy cảnh này đều không dám tin, cực kỳ khiếp sợ. Đây chính là thiếu chủ Tập Trọng Minh, ở Thất Tinh Tiên Thành vô số cấm không pháp lệnh. Hắn tùy ý phi hành, làm cho Thất Tinh cổ quốc không dám hó hé tiếng nào. Nhưng hôm nay lại có người dám can đảm ngăn cản trước mặt tồn tại như vậy, đây không phải là muốn chết sao? Vũ Văn Hùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vị khách không mời trước mắt, đợi thấy rõ tu vi của đối phương, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Phạm nhân, ai cử người tới đây, mục đích là gì? Theo Vũ Văn Hùng thấy thì hơn phân nửa là có người khống chế phạm nhân này, muốn lại làm mình kinh tởm. Bằng không chỉ là một phàm nhân, làm sao dám đến chọc mình? Cho dù có là Đại La Kim Tiên cũng không có lá gan này. Khà khà khà, tiểu tử, bổn đế ở trong thành đang yên ổn phơi nắng, nhưng tiểu tử ngươi lại lái một chiếc thuyền rách che đi mặt trời. Ngươi nói xem, ngươi có đáng chết hay không? Lời này vừa nói ra, đừng nói là Vũ Văn Hùng ngây ngần cả người, ngay cả tiên nhân trong thành cũng sửng sốt. Che mặt trời, đáng chết, tên này không khỏi cũng quá bá đạo rồi. Vũ Văn Hùng hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người còn bá đạo hơn cả mình. Sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh, trong lòng cơ bản đã kết luận nhất định là sau lưng có người khống chế tên phạm nhân này lại đây cố ý khiêu khích mình. Mình tuyệt đối không thể dây dưa với phạm nhân này nhiều. Bằng không vô luận như thế nào, truyền ra ngoài cũng chả đẹp đẽ gì. Vì thế chỉ nghe hắn hử lạnh một tiếng. Tên điên từ đâu nhảy ra? Chết cho bản thiếu chủ! Vừa dứt lời, Vũ Văn Hùng đưa tay chỉ một cái. Đầu ngón tay tiên quang lấp lánh, năng lượng khủng bố trong nháy mắt bắn về phía Cố Thanh Phong. Ầm ầm! Trên bầu trời Thất Tinh Tiên Thành, năng lượng khủng bố tàn sát bừa bãi. Tiên mang nổi lên ngập trời. Trong phút chốc, toàn bộ thất tu sĩ tinh tiên thành đều cảm thấy một cỗ uy thế mạnh mẽ hoành hành, đè ép khắp nơi. Sức mạnh khủng bố thật, đây có phải là thực lực của thiếu chủ Trọng Minh Vũ Văn Hùng? Không hổ là truyền nhân tiên vương, chỉ tiện tay chỉ một ngón là có uy năng như thế. Nếu toàn lực ra tay, sợ là kim tiên cảnh không ai có thể ngăn cản. Người phàm nhân kia có thể chết dưới một ngón tay này cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Cố Thanh Phong nhìn tiên quang khủng bố đánh về phía mình, lông mày khẽ nhíu lại. Ý gì? Khinh thường bổn đế, lại dám qua loa như thế? Chỉ thấy hắn vươn tay ra, năm ngón tay mở ra. Phanh! Tiên quang khủng bố lập tức bắn vào lòng bàn tay hắn, đến lúc này không thể nhích thêm vào tí nào. Khi hắn hơi dùng sức, oanh! Tiên quang nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời. Cái gì? Phạm nhân này lại có thể ngăn cản một kích tiện tay của Vũ Văn Hùng? Sao lại như thế? Chẳng lẽ hắn ta che giấu cảnh giới? Tu sĩ phía dưới nhất thời kinh hô lên. Cảnh tượng này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nào phạm nhân có thể mạnh như vậy? Nó không khác gì nhìn thấy một con kiến nâng con voi lên. Vũ Văn Hùng nhíu mày. Không phải phạm nhân, xem ra trên người ngươi có một loại bí pháp kỳ lạ nào đó, che giấu tu vi cảnh giới. Khà khà khà, tiểu tử, nếu ngươi chỉ có chút thực lực này, vẫn là ngoan ngoãn giao tiểu nương tử kia ra, làm xong tu lô đỉnh cho bổn đế đi, thuận tiện lại quỳ xuống, dập đầu ba cái, như thế còn có thể tránh khỏi cái chết.
Cố Thành Phong gông cuồng cười to nói, luận khiêu khích, hắn là dân chuyên nghiệp. Thành âm không kiêng nể gì hóa thành âm lãng cuồn cuộn, truyền đi khắp nơi. Toàn bộ thất tinh tiên thành đều hóa đá. Hắn ta có thực sự biết mình đang nói cái gì không? Đó chính là Vũ Văn Hùng, truyền nhân của Trọng Minh Tiên Vương. Trước mặt mọi người, làm nhục một vị truyền nhân tiên vương như thế, đây là muốn cùng toàn bộ Trọng Minh không chết không thôi. Nhìn toàn bộ tinh khư thứ 6 này, cho dù là thế lực tiên vương của các gia đình khác, mặc dù đối địch lẫn nhau, cũng không ai dám nói ra những lời càn quấy như vậy, chẳng khác nào trở mặt. Nếu hôm nay Vũ Văn Hùng không trả thù, vậy thể diện của tộc Trọng Minh xem như hoàn toàn mất sạch. Trong cung điện, thất tinh quốc chủ Cổ Nhược Trần cùng với một đám hoàng tử hoàng nữ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vốn tưởng rằng Cố Thanh Phong là một người đứng về phía mình, bởi vì không chịu được tác phong kiêu ngạo của Vũ Văn Hùng, cho nên mới ra tay ngăn cản. Nhưng ai ngờ, tên này má nó quả thực còn kiêu ngạo hơn cả Vũ Văn Hùng. Tên điên này từ đâu ra vậy? Chỉ có Cổ Linh Nhi, hai mắt tỏa sáng không chớp, nhìn chằm chằm bóng dáng kiêu ngạo bất khuất của Cố Thanh Phong. Từ nhỏ nàng bị các loại quy củ trói buộc, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kiêu ngạo như thế, càn quấy như thế. Mặc dù đối mặt với truyền nhân tiên vương, vẫn tùy ý làm bậy. Bẩm sinh nàng đã hướng đến loại tùy ý tiêu sái này. Vũ Văn Hùng tức đến bật cười, nổi giận đùng đùng. Bất kể người là ai, bất kể người đứng sau lưng người là ai, hôm nay đều phải chết. Lửa giận của hắn thật sự đạt tới đỉnh điểm. Từ khi hắn sinh ra đến nay, cũng không ai dám nói những lời này với hắn. Bình thường đều là hắn nói với người khác. Trong lòng sát ý cuộn trào, hắn đã hạ quyết tâm. Cho dù Cố Thanh Phong là truyền nhân của tiên vương khác phái tới, hắn cũng muốn giết. Kỳ thật hắn nghĩ nhiều rồi. Cố Thanh Phong đến kiếm chuyện thật sự chỉ là đơn thuần đến kiếm chuyện. Chỉ thấy Vũ Văn Hùng một tay ôm muội muội, một tay nâng lên trời. Oanh! Trên bầu trời nhất thời vang lên từng đợt tiếng nổ khủng bố. Bầu trời vốn trong vắt, trong nháy mắt tối sầm như rơi vào đêm tối vô tận, che khuất bầu trời. Năng lượng dao động mãnh liệt lan rộng bành trướng, hội tụ trên bầu trời. Một cỗ uy áp khủng bố khuếch tán khắp nơi. Một số kim tiên lâu đời lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây thật sự là thực lực kim tiên có thể đạt được sao? Truyền nhân tiên vương thật kinh khủng. Trên bầu trời xuất hiện phù văn quỷ dị vô cùng vô tận, hội tụ ở sâu trong biển mây, hóa thành một dòng lôi trì màu đen khủng bố. Chết đi! Vũ Văn Hùng vung tay lên, lôi quang khủng bố làm nổi bật hắn, vĩ đại như thần sấm. Ầm ầm! Lôi đình màu đen giống như cơn sóng biển giận dữ cuộn trào, lấy thế che trời chặn đất, đánh về phía Cố Thanh Phong, tựa như lôi thần đang tức giận. Uy năng khủng bố kia làm cho không biết bao nhiêu tiên nhân trong tiên thành sợ hãi, hoảng sợ biến sắc. Cố Thanh Phong nhìn lôi đình màu đen khủng bố kia, khóe miệng rốt cục gợi lên một nụ cười hài lòng. Cho nên nói, hắn thích nhất những yêu ma nhị đại này, không chỉ thực lực mạnh còn cuồng bạo. Mắng một tiếng là lên cơn, không nói, nằm sao khen ngợi. Trong điện quang hỏa thạch, lôi đỉnh đen đúa giáng xuống trời. Đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng Cố Thanh Phong phải chôn thây ở biển sấm sét, hành động của hắn lại ngoài dự liệu. Chỉ thấy hắn thế nhưng giang tay mở rộng lòng ngực, không thiết lập chút phòng ngự nào, thẳng người nghênh đón lôi đỉnh đến. Oanh, oanh, oanh! Lôi đỉnh lực đánh vào trên người hắn, mỗi một lần đều phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng thân ảnh Cố Thanh Phong giống như vị thần không thể lay động, tắm rửa trong biển sấm. Khà khà, sức mạnh yếu đuối cỡ nào, đây chính là truyền nhân của Trọng Minh Tiên Vương, thật sự không bằng chó heo. Cố Thanh Phong kiêu ngạo cười to, ánh mắt khinh thường, tóc đen cuồng vũ, sấm đen đầy trời, là tấm nền của hắn, từ thái kia cực kỳ ngông cuồng. Khốn nạn, bà thiếu chủ bắt người chết. Vũ Văn Hùng đẩy cô gái trong ngực ra, mặc cho cô gái kinh hồ ngã xuống đất cũng không quan tâm. Có thể thấy được hắn tức giận đến trình độ nào. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo tiên quang rực rỡ, xông thẳng về phía Cố Thanh Phong.
hắn đã bất chấp kiểm soát tư thái. Lúc này hắn chỉ muốn cố thành phòng chết. Vũ Văn Hùng làm tư thế ôm tay, trong hư không có vô số hắc lôi hội tụ trước ngực hắn, lôi quang cuồn cuộn chớp động, cuối cùng ở trước người hắn hội tụ thành một đại đỉnh khủng bố, toàn thân tản ra hắc quang đại đỉnh. Tiền vương ôm đỉnh. Ầm ầm, đỉnh này vừa xuất hiện, trên bầu trời Thất Tinh Tiên Thành nhất thời bị một cỗ khí sát phạt khủng bố bao phủ, mà tất cả mọi người trong thành chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, sởn tóc gáy, đáy lòng dâng lên một tia khủng hoảng cùng sợ hãi khó tả. Trong ánh mắt rung động của mọi người, Vũ Văn Hùng tức giận bùng nổ, giống như tiên vương ôm một pho tượng lôi địa thần đỉnh hung hăng ném về phía Cố Thành Phong. Cự đỉnh kia đón gió biến to lên, trong nháy mắt hóa thành 10 vạn trượng, có thể nói là che trời. Người phía dưới nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Cự đỉnh còn chưa tới gần, khí tức khủng bố tràn ngập, trên đó đã như trời lở đất nứt, khuếch tán về phía cả tiên thành. Một số tiên nhân tu vi thấp đã sắc mặt tái nhợt, vận chuyển pháp lực bắt đầu ngăn cản. Mặc dù một kích này không nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ cũng không chịu nổi một chút dư chấn nào. Có thể tưởng tượng được, Cố Thành Phong ở trung tâm công kích chịu áp lực khổng lồ cỡ nào. Nhưng mà đối với Cố Thanh Phong mà nói thì không thể có áp lực, chỉ là tràn đầy vui mừng, lại có thể tăng vọt một đợt thực lực. Vũ Văn Hùng cũng không phải là kim tiên bình thường, mà là tồn tại đạt tới kim liên cực cảnh. Có thể nói là mấy người có cảnh giới kim tiên mạnh nhất, có thể sánh ngang với hắn, chỉ có thiếu chủ thế lực của các đại tiên vương. Cố Thanh Phong tuy rằng trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra chút xíu nào, để tránh Vũ Văn Hùng kiêu ngạo. Khà khà, ánh sáng hạt gạo cũng dám tranh với ánh trăng sáng. Chỉ là kim tiên cực cảnh mà thôi. Hôm nay bột đế liền cho người biết cái gì thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ma âm cuồn cuộn như sấm truyền khắp cả tòa Thất Tinh Tiên Thành. Cố Thanh Phong cả người ma diễm mãnh liệt. Trong lúc nói chuyện, tòa tiên vương thần đỉnh kia đã chấn áp tới nơi. Chỉ thấy hắn vươn ra một ngón tay, một ngón tay trắng nõn như ngọc, lưu chuyển đạo vận, nghênh đón về phía tiên vương thần đỉnh. Các tiên nhân phía dưới đều sợ ngây người. Hắn lại dùng một ngón tay đối phó một kích này của Vũ Văn Hùng. Sợ là đại la kim tiên tới, cũng không dám làm lớn như vậy. Vũ Văn Hùng trong mắt, sát ý bùng nổ, bị người ta khinh thường như thế, lực đạo trong tay hắn lại tăng lên vài phần. Chết! Oanh! Tiên vương thần đỉnh hung hăng đập xuống, chỉ là điều quỷ dị, chính là chỉ nện xuống một nửa, liền không nhúc nhích được nữa. Chỉ thấy trên thần đỉnh có thêm một ngón tay như vậy giống như chân của kiến, nhẹ nhàng chống lại một cước mà con voi dẫm xuống. Sau đó con voi không thể bước nữa. Cả tòa Thất Tinh Tiên Thành trong nháy mắt xôn xao, cục diện quá mức rúng động. Chỉ một ngón tay liền chống đỡ được tiên vương thần đỉnh. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không thể nào, chẳng lẽ người là đại la kim tiên? Vũ Văn Hùng sắc mặt điên cuồng biến đổi. Có thể nào hắn cũng không nghĩ tới, mình đều vận dụng bản lĩnh thật sự, lại sẽ bị một ngón tay của đối phương ngăn cản. Tiên quang trên người hắn điên cuồng dâng trào, gần xanh cả người nổi lên. Nhưng mặc cho hắn dùng sức như thế nào, thần đỉnh cũng không cách nào giảm xuống một phần. Chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy sao? Sắc mặt Vũ Văn Hùng càng thêm khó coi. Lá bài tẩy là chuẩn bị để đối phó với chuyển nhân tiên vương khác, mà không phải vì tùy ý bại lộ trước mặt mọi người. Trong khi hắn đang rối rắm, tiếng bàn tán của đám đông đã đi vào tai. Thất Tinh Tiên Thành này quả nhiên là ngọa hổ tàng long, tùy tiện nhảy ra một người liền có thể dễ dàng ngăn cản Vũ Văn Hùng. Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trước kia hình như chưa từng nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện theo cách này. Hắn rõ ràng đang cố ý gây hiểu chuyện, đây rõ ràng là muốn nổi danh nhờ dẫm lên Vũ Văn Hùng. Vũ Văn Hùng trong nháy mắt mặt mũi dữ tợn, người cao ngạo như hắn làm sao có thể chịu được làm đệm lót của người khác. Lúc này phải sử dụng lá bài tẩy. Chỉ thấy hai mắt hắn chợt phát sáng, một đôi trọng đồng rõ ràng xuất hiện trong mắt, điên cuồng xoay tròn.
Cố Thanh Phong nhận ra sự khác thường của Vũ Văn Hùng, nhất thời mừng như điên. Chiều này hắn quen rồi, lúc thần Vũ Hầu đuổi giết hắn, lúc ấy đã trốn sâu vào trong tinh hà, nhưng vẫn bị thần Vũ Hầu lợi dụng một chiêu này đánh xuyên qua sông, suýt nữa cộng thêm thủ tính. Lúc ấy không thêm vào, hôm nay đều do Vũ Văn Hùng gây trả lại. Nhưng mà đang lúc Cố Thanh Phong hưng phấn, đột nhiên sâu trong bảo thuyền, truyền đến một âm thanh giả nua thâm trầm. Hùng Nhi, lá bài tẩy của ngươi không phải để sử dụng ở chỗ này. Ngươi lui ra. Thúc phụ, ta... Vũ Văn Hùng nhất thời vẻ mặt kích động, vẻ mặt không cam lòng. Thúc phụ. Cố Thanh Phong vừa nghe đến hai chữ này, nhất thời tinh thần chấn động. Lúc này hướng về phía Vũ Văn Hùng, nói: Quát con, mau qua một bên, gọi cha mẹ ngươi đi ra. Tên khốn, bổn thiếu chủ nhất định phải giết ngươi. Vũ Văn Hùng trong nháy mắt nóng này, một đôi mắt bắt đầu tỏa sáng. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay lớn thò từ sâu trong thuyền ra, bắt Vũ Văn Hùng trở về. Thúc phụ, thả ta ra, ta phải giết hắn. Không ai để ý đến hắn ta. Ngay sau đó, một vị lão giả tóc bạc xanh đột ngột xuất hiện ở hư không, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Cố Thanh Phong. Là tộc lão tộc Trọng Minh, Vũ Văn Bác. Không nghĩ tới lần này ông ta lại tới làm hộ đạo giả của Vũ Văn Hùng. Vị này chính là tồn tại tiếng khét lừng lẫy ở trong Đại La Kim Tiên. Bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng tộc Trọng Minh đối với Vũ Văn Hùng. Phía dưới một vài người đã gặp qua Vũ Văn Bác bắt đầu kinh hô. Cố Thanh Phong nghe được tiếng kinh hô của người dưới, nhất thời trong lòng vui vẻ. Đại La Kim Tiên, hôm nay bổn đế muốn lập địa chứng Đại La. Bỗng dưng Vũ Văn Bác tóc bạc trắng mở miệng. Người rất đặc biệt. Thanh âm già nua khàn khàn truyền ra. Lão Phù có thể cảm thụ được pháp lực bàng bạc trong cơ thể người cùng với thân thể cường hãn, nhưng cảnh giới của người quả thật không phải tiên nhân. Không ngờ thế gian này lại có người có thể dùng thân thể phàm nhân sánh vai kim tiên, thật không thể tưởng tượng nổi. Chó sủa. Cố Thanh Phong vẻ mặt mất kiên nhẫn nói, hắn chán ghét người nhà lại nhại không ngớt, thích người nhà ra tay thực sự. Lão giả tóc trắng trong nháy mắt ngây ra. Khà khà khà, người chết cho bổn đế. Cố Thanh Phong bật cười tàn nhẫn, toàn thân tràn ngập ma diễm, giống như ma thần đi ra từ trong vực sâu, ma uy không gì sánh được. Hắn tiến lên, lao thẳng về phía Đại La Kim Tiên, Vũ Văn Bác. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến những tiên nhân trong thành choáng váng. Sao hắn dám, đó là Đại La Kim Tiên đó. Tuy rằng từ xưa đến nay, những người có thể nghịch thiên đánh thần đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng trăm triệu năm sau cũng sẽ có một hai nhân vật kinh tài tuyệt diễm có thể làm được. Nhưng trong này chắc chắn không bao gồm Đại La Kim Tiên. Dưới chân Đại La tất cả đều là con kiến. Câu này tuyệt đối không phải nói suông. Kim Tiên dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể vượt cấp đánh bại Đại La Kim Tiên. Bởi vì những người chứng đắc Đại La đều là người đã lĩnh ngộ đại đạo vĩnh hằng. Đây là khoảng cách về chất không thể vượt qua. Còn gọi là hiện chứng nghĩa là chứng ngộ thể đắc, tức nhờ tu đạo mà chứng ngộ chân lý, đạt được quả vị, trí tuệ, giải thoát và công đức. Khi Vũ Văn Bác nhìn thấy Cố Thanh Phong dám phát động tấn công mình, trong mắt lập tức lóe lên vẻ khinh bỉ. Ông ta khẽ lắc đầu. Không tự lượng sức mình. Hôm nay Lão Phù sẽ cho hậu bối không biết trời cao đất dày như ngươi mở mang kiến thức thế nào gọi là Đại La, thế nào là đại đạo vĩnh hằng. Vũ Văn Bác nhẹ nhàng giơ ngón tay ra điểm một cái, trông có vẻ rất qua loa, nhưng nó lại mang sức mạnh bá đạo ngang tàn. Một luồng khí tức đại đạo không thể ngăn chặn dâng cao, giống như mặt trời trên không, nơi ánh sáng chiếu tới trời đất đều sáng ngời. Ngón tay này không chỉ có uy lực đáng sợ, mà còn hàm chứa một luồng đạo vận huyền diệu thần bí trong đó, đánh vào tinh thần của tất cả mọi người có mặt tại đây. Tựa như một ngón tay này có thể xóa sổ toàn bộ thất tinh tiên thành. Đây chính là Đại La. Cho dù người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại đại đạo vĩnh hằng.
Trong nháy mắt, thiên địa chấn động kịch liệt, tiên huy cuộn sạch tất cả. Cố Thanh Phong nhìn thấy một đòn đáng sợ này, hắn lập tức vui mừng khôn xiết. Bổn đế sẽ chứng đắc đại la chỉ trong ngày hôm nay. Nhưng ngay khi Cố Thanh Phong sắp sửa nghênh đón đòn tấn công đáng sợ đó, đột nhiên một tiếng hét lớn từ chỗ sâu trong Thất Tinh Tiên Thành truyền đến. Dừng tay! Ngay lập tức, một người đàn ông trung niên xuất hiện từ hư không. Ông ta mặc long bào, đôi mắt bao la như bầu trời, không giận tự uy. Khi Cố Thanh Phong nhìn thấy vị khách không mời mà đến trước mặt, trái tim lập tức chật nhịp. Không phải chứ. Sự thật đã chứng minh, bạn càng lo lắng cái gì, nó sẽ càng xảy ra. Thế là trong một phần 1000 giây, Cố Thanh Phong trợn mắt bất lực, nhìn người đàn ông trung niên mặc long bào, bất chấp tất cả, chắn trước mặt mình. Sau đó giống như cao thủ cái thế, ông ta hờ hững, duỗi lòng bàn tay ra, hứng lên một đòn đáng sợ đó. Hình như trong tay người đàn ông mặc long bào dường như có một loại trường lực bóp méo khủng khiếp gì đó mà mắt thường không thể nhìn thấy. Sau khi đòn đáng sợ từ Đại La Kim Tiên đi vào phạm vi lòng bàn tay của ông ta, đột nhiên giảm tốc giống như thời gian đang chậm lại, sau đó không ngừng co rút và cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Trong toàn bộ quá trình, ngay cả một chút sức mạnh cũng không bị rò rỉ ra ngoài. Có thể thấy được mức độ kiểm soát sức mạnh của người đàn ông mặc long bào này đã đạt đến một loại trình độ thượng thừa, đồng thời cũng chứng minh một điều rằng ông ta quá buồn xịn, thật sự không để lại cho Cố Thanh Phong chút gì. Cố Thanh Phong đau đớn, gục ngã. Tốt xấu gì ông cũng phải để lại cho bổn đế chút gì đó chứ. Đang lúc hắn sắp bùng nổ muốn chửi ầm lên, nhưng lời của Vũ Văn Bác đã xua tan ý định đó của hắn. Vẻ mặt Vũ Văn Bác nặng nề chất vấn. Quốc chủ Thất Tinh, Cổ Nhược Trần, người có ý gì đây? Sau khi nghe thấy mấy chữ Cổ Nhược Trần, Quốc chủ Thất Tinh, Cố Thanh Phong quyết định không chấp nhận gì với ông ta nữa. Bởi vì trước khi đến Thất Tinh Tiên Thành, hắn đã dò la nơi này có quốc gia nào do người nhà thống lĩnh giống như Tinh Cực Tiên Triều hay không. Nhưng mà không, Cổ Nhược Trần là con người. Cố Thanh Phong vẫn luôn rất tôn kính vị tiền bối nhân loại đức cao vọng trọng này. Cổ Nhược Trần đứng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Vũ Văn Bác. Vũ Văn Bác, nơi này nằm trong lãnh thổ Thất Tinh Cổ Quốc của ta, thì phải tuân thủ quy tắc của Thất Tinh Cổ Quốc, không được phép giết người trong thành. Sắc mặt của Vũ Văn Bác trở nên u ám, mặc dù ông ta là Đại La Kim Tiên, mà Cổ Nhược Trần là Chuẩn Tiên Vương, nhưng sau lưng ông ta chính là Trọng Minh Tiên Vương, là Tiên Vương chân chính. Cổ Quốc chủ, tên tiểu tử này không coi ai ra gì, sỉ nhục thiếu chủ của tộc Trọng Minh ta. Ngươi thật muốn bảo vệ hắn sao? Ngươi nên suy xét hậu quả cho rõ ràng. Cổ Nhược Trần thấy Vũ Văn Bác nói chuyện một cách trần trụi như vậy, ánh mắt chợt lạnh lẽo, nhưng ông lại không tỏ thái độ, hiển nhiên vẫn đang kiêng kỵ Trọng Minh Tiên Vương. Bổn hoàng nói lại lần nữa, ở trong thành Thất Tinh Tiên, không được giết người. Vũ Văn Bác cười khẩy. Cổ Nhược Trần, người muốn đối địch với tộc Trọng Minh chúng ta sao? Ha ha, người vẫn chưa có tư cách để đại diện cho gia tộc Trọng Minh đâu. Cổ Nhược Trần không khách sáo nói. Ồ, vậy sao? Tộc Trọng Minh có lẽ sẽ không vì những chuyện vặt vãnh này mà phát động chiến tranh với Thất Tinh Cổ Quốc của người đâu. Nhưng người cũng đừng quên độ kiếp đan. Nghe thấy ba chữ độ kiếp đan, sắc mặt của Cổ Nhược Trần hơi thay đổi. Nếu như lão phù đoán không sai, thì tiên vương của ngươi sắp tới rồi đúng không? Không có độ kiếp đan của tộc Trọng Minh ta luyện chế, ngày mà kiếp tiên vương tới chính là ngày tàn của ngươi. Nhưng nếu như có độ kiếp đan, nó có thể tăng thêm 1/10 cơ hội thành công cho ngươi. Cho nên Cổ Nhược Trần à, bây giờ hãy nói cho lão phù nghe, ngươi đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Khí thế trên người Cổ Nhược Trần bộc phát dữ dội, xông thẳng lên trời cao, trời đất lập tức đổi màu, một luồng lực lượng khó mà tưởng tượng bao trùm toàn bộ thành Thất Tinh Tiên.
mọi người trong thành đều cảm thấy khó thở. Người dám uy hiếp bổn hoàng! Cổ Nhược Trần nổi giận đùng đùng. Đối mặt với Chuẩn Tiên Vương mạnh mẽ như vậy, Vũ Văn Bác tự biết mình không địch lại, nhưng ông ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cười khinh. Lão phù nào dám uy hiếp một vị Chuẩn Tiên Vương chứ? Lão phù chỉ không muốn ảnh hưởng đến quan hệ giữa Thất Tinh cổ quốc và tộc Trọng Minh, chỉ vì một người hèn mọn mà thôi. Nghe thấy hai chữ quan hệ, Cổ Nhược Trần càng tức giận hơn. Mối quan hệ giữa hai thế lực lớn rõ ràng là chèn ép. Gia tộc Trọng Minh chưa bao giờ đặt Thất Tình cổ quốc ở vị trí ngang hàng. Từ trước đến nay, luôn thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, còn có một nguyên nhân, chính là độ kiếp đan. Gia tộc Trọng Minh giỏi điều khiển sấm sét, nên đã nghiên cứu rất nhiều về thiên kiếp. Trọng Minh Tiên Vương thì cướp đoạt tạo hóa của đất trời, sáng tạo ra độ kiếp đan, có thể giảm bớt sát thương của lôi kiếp và tăng tỷ lệ sống sót. Trong lần lôi kiếp trước, Cổ Nhược Trần gần như khuynh gia bại sản, ký kết một loại điều ước nhục nước mất chủ quyền, lúc đó mới có được một viên độ kiếp đan, vượt qua lần thiên kiếp trước. Nhưng kiếp nạn lần này không giống, lần này chính là Tiên Vương kiếp. Khi tu luyện đạt đến đỉnh phong Chuẩn Tiên Vương, sẽ giáng Tiên Vương kiếp. Nếu như vượt qua thì sẽ là Tiên Vương, nếu không vượt qua thì sẽ thần tử đạo tiêu. Có thể nói, Cổ Nhược Trần không có chút tự tin nào về Tiên Vương kiếp, cơ bản tương đương với không còn đường sống. Nhưng nếu có một viên độ kiếp đan, như vậy có thể tăng 1/10 tỷ lệ thành công. Tuy rằng 1/10 không nhiều, nhưng đối mặt với nguy cơ sinh tử, cho dù là tán gia bại sản, cũng sẽ có vô số người đổ xô vào. Sâu thẳm trong trái tim Cổ Nhược Trần bắt đầu do dự. Ông ta rất muốn từ bỏ Cố Thanh Phong để đổi lấy cơ hội mua và bán độ kiếp đan. Thành thật mà nói, so với độ kiếp đan, một người xa lạ như Cố Thanh Phong không đáng nhắc đến. Ông ta có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, đương nhiên không thể vì một người xa lạ mà vứt bỏ tiền đồ của mình. Điều thực sự khiến ông ta do dự hoàn toàn không phải là Cố Thanh Phong, mà là thái độ của Trọng Minh Tiên Vương. Trong thâm tâm, Cổ Nhược Trần biết rất rõ ràng, dựa vào thái độ của Trọng Minh Tiên Vương trước kia, lão ta chắc chắn không muốn để cho mình thành Tiên Vương. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.